Xin chào các bác, anh em chúng em hôm nay có cái chuyến công tác về Trung Mỹ thăm lại cái bộ dàn karaoke của anh chị Thêm Huệ, cái trước đã mua của chúng em. Và cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay thì quay lại đây thì vẫn thấy nó hoạt động rất là bình thường. Chỉ có điều là vì cái tính cầu toàn nên chúng em muốn căn chỉnh lại một tí cho anh chị nó mượt mà ngọt ngào hơn tí nữa, và cũng như là lấy cái lý do để giao lưu với anh chị thôi. Và chúng ta sẽ cùng đi vào đây tham quan cái bộ dàn karaoke này ngày hôm nay các bác nhá. Rồi đây. Đây là không gian nhà anh chị Thêm Huệ. Thì đây là chị Huệ và mẹ chị Huệ. Còn đây là anh Thêm. Anh Thêm thì đang sinh sống và làm việc bên Hàn Quốc và mua bộ dàn karaoke này là tặng cho người vợ thân yêu của mình và người mẹ của mình nữa, để cho chị đỡ gọi là buồn trong những lúc mà anh không có nhà, đúng không? Và cũng như cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay thì như em đang phối ghép ngày hôm nay của một cặp loa SH1800 bát 30 hay hai bát 30 thì thiết kế loa cây rất đẹp. Bên kia thì đóng cây căng ở bên kia là một chiếc loa siêu trầm hơi trầm điện Monster 40. Tại sao lại để như vậy thì là có lý do các bạn nhé. Vì không gian ở đây nó chật chội quá rồi, và chị thì nhu cầu là thầm sắc cần gọn gàng thôi. Chất âm thì khi mà để trên cao chúng em sẽ căn chỉnh lại một chút để cho nó hài hòa cùng với lại cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Và trung tâm điều khiển là một chiếc đẩy liên vang X28 và một bộ mic không dây với kép 900. Chúng ta sẽ cùng nghe thử trải nghiệm thử bộ này nhé, giọng ca của chị Huệ. Rồi. Hát đi chị. Tuyệt vời quá. Hôm nay mới được nghe giọng hát của chị Huệ lần nữa. Đi cùng em ngày hôm nay có kỹ sư Hiếu, một kỹ sư rất là giỏi, căn chỉnh và với bất kỳ một bộ dàn âm thanh nào cũng không làm khó được em ấy. Rồi chúng ta cùng nghe thử các bác nhá. Một chiều trên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái nơi đó. Chuyến đò chiều anh đưa sang sông, anh thầm thương cô gái nơi đó. Duyệt chưa? Bà mà không khàn tiếng là hát tặng con bài thì có phải hay không nhỉ? Anh vừa rồi nghe được chưa? Ok chưa? Yên tâm chưa? Anh nghe là ok rồi. Vâng. Chúc anh sức khỏe nhá. Dạ. Ok, con cũng túc tắc bạn. Ngày nào cũng phải đi lóc, ngày nào cũng phải. Đây, hôm nay cũng được rồi. Nó không bận đi trước Tết hơn. Hôm rồi chị thấy con đi tận
Sapa hay sao? À, đúng rồi đấy, em mới Sapa mới về. À thì là cháu bảo hôm vừa rồi là lắp cái nhà bên trên. Đúng rồi, nhà tạp hóa. Năm lâu chưa? Tháng trước Tết chú. À, Tết. Đây là... Tức là sau mùa nhà chị. À, mùa nhà chị là năm trên nhỉ? Hôm nay mới được ông tôi tháng 10 hay sao? Tháng 10 năm ngoái hả? Đây là chị hay nghe cái nhạc này. À, nghe nhạc Bolero hả? Đấy. Đấy. Thì lại bấm vào chế độ nghe nhạc. Chị xem là chế độ nghe nhạc nhé, xong chị xem cái hình chồng nhé. Đúng rồi, nghe đi. Nhưng mà rồi bọn em chỉnh nó êm ái, nó cân bằng đều dài. Nó đầy đủ bát, chung chép mà chị nghe tí tách lên kia. Nhạc này em hay nghe hả? Bình thường là chị hay nghe cái nhạc này, anh thêm suốt ngày và anh bảo là sao suốt ngày em nghe cái nhạc này bảo em thích. Đúng không? Em mở cho em nghe chứ mở cho anh nghe đâu. Đúng không nhỉ? Nhớ lúc anh ta bảo mở cho anh nghe. À thế? Anh nghe qua... À nghe qua điện thoại này. Làm sao mà nghe ra cái gì? Nghe qua loa điện thoại làm sao mà hay được? Nghe trực tiếp là mới hay chứ. Nhưng anh vẫn nghe đấy. Ờ. Chẳng qua là... Nhớ lúc ở dưới đây. Nghe cho tôi nhớ nhà thôi chứ đúng không? Nghe trực tiếp là hay. Ừ đúng rồi. Hôm nào về qua em chơi nhá. Về. Tết rồi nhá. Chị có cảm giác là